Dạ em chào anh chị và các bạn đã đến với kênh buôn bán bò của em ngày hôm nay nha anh chị. Và sáng hôm nay thì em có đến ngay nhà một anh này ở ngã xóm trại xã Nhân Tây, Củ Chi là ghi hình đang bán cho anh là hai bộ một con bò sinh đực nha anh chị. Trong tầm tiền nói chung là rất là phù hợp với anh chị nha. Và sẵn trong video này thì em cũng có đến ngay nhà một anh này ở ngã Đồng Lớn, xã Trung Lập Thượng, Củ Chi là ghi hình đang bán cho anh là một con bò cái lứa đẻ ba lứa rồi nha anh chị. Trong tầm tiền là 22 triệu cho anh chị ha. Và nếu như cô chú chị và các bạn có xem chương trình của em ngày hôm nay là ngày chủ nhật và cô chú chị ưng ý một trong mấy con bò này thì mong cô chú chị là hãy nhấc máy lên gọi điện cho em ha. Còn bây giờ em mời anh chị và các bạn hãy theo dõi đoạn đeo phút xoay nha. Dạ trước mình cô chú chị đây chính là bộ mẹ con bò sinh đực nha anh chị. Và con bò mẹ này chị em kiểm tra xá mặt và xí lưng là hoàn toàn nghiêm chỉnh hết nha anh chị. Và theo quan sát và kiểm tra của em thì em thấy con bò mẹ này nuôi ốm nha anh chị, nên là giá tiền rất là rẻ nha anh chị. Còn đây chính là rúng nha anh chị, rúng này là rúng chiền nha, dẫu yếm thì nói chung là rất là đầy đủ nha anh chị. Còn đây chính là dàn chân trước nha, dàn chân trước, dàn chân sau, bốn chân đứng thẳng và bốn móng là móng sò anh chị, rất là nghiêm chỉnh nha. Thì cái bộ mẹ con này thì em kiểm tra trước sau là không lan không giá anh chị, màu rất là đẹp bò ha. Thì con bò mẹ này thì nói chung là em có lấy thước em đo rồi thì nó cao tầm khoảng là 1m23 bò nha anh chị. Còn cái con bò sinh đực này thì nó cao tầm khoảng là 9 tấc bò anh chị, là con bò sinh đực ha. Thì nói chung là con bò mẹ này chân móng hoàn thiện, sái bóng nghiêm chỉnh, dậu yếm đầy đủ nha anh chị, rúng là rúng chiên, vú thì đầy đủ luôn nha anh chị. Nên là cô chú chị có mua là anh chị là hoàn toàn yên tâm nha anh chị. Và anh chủ nhà có nói với em là con bò mẹ này nó mới đẻ được lứa thứ hai nha anh chị. Tức là cái con bò sinh đực tầm khoảng là gần 4 tháng nha anh chị, nó cao tầm khoảng là 9 tấc bò nha anh chị. Đó. Thì sau đây thì em sẽ quay về phần con bò con để cho anh chị và các bạn cùng theo dõi và quan sát để cho nó kỹ hơn nha anh chị. Thì đây chính là con bò sinh đực tầm khoảng là gần 4 tháng tuổi nha anh chị. Và em có quan sát trước khi quay và em thấy con bò này chân móng hoàn thiện, sái bốm là nghiêm chỉnh hết nha anh chị. Nên là anh chị có mua là anh chị là hoàn toàn yên tâm nha. Và cái con bò sinh đực này thì em có lấy thước em đo thì nó cao tầm khoảng là 9 tấc bò nha anh chị. Chân móng đứng thẳng và bốn móng là móng sò nha anh chị. Sái mặt và xí lưng là hoàn toàn nghiêm chỉnh hết nha anh chị. Và cái bộ mẹ con này thì anh bao ăn bao uống cho anh chị luôn ha. Nên là anh chị là hoàn toàn yên tâm nha anh chị. Và cái bộ mẹ con này thì em có bàn bạc với anh chủ nhà và anh đưa ra với mức giá là 31 triệu 500 ngàn đồng nha anh chị. 31 triệu 500 ngàn đồng nha. Và nếu như cô chú chị có xem chương trình của em ngày hôm nay và cảm thấy ưng ý bộ mẹ con này thì mong cô chú chị là hãy nhấc máy lên gọi liền cho em ha. Đến chi là để cho anh chị là xuống ngay và liền luôn là chọn bộ mẹ con này đem về nuôi bò sinh sản và kèm theo là bò bổ béo nha anh chị. Và anh có nói với em nếu mà anh chị nào cảm thấy thiện ý mua thì anh sẽ bớt cho anh chị là một chút đỉnh tiền xe cũng như hỗ trợ chi phí cho anh chị là kéo xe về nhà nha anh chị. Trong tầm tiền này là khó thể nào mà khởi hữu ngay là bộ mẹ con này nha anh chị. Đó. Thì bây giờ em mời anh chị và các bạn hãy theo dõi về bộ mẹ con thứ hai cũng như là cho anh chị là lựa chọn nha. Thì đây chính là bộ mẹ con sinh đực thứ hai nha anh chị. Và theo quan sát và kiểm tra của em về con bò mẹ này, sá mặt và sá lưng là hoàn toàn nghiêm chỉnh hết nha anh chị. Và con bò mẹ này thì em thấy là nó hơi ốm nha anh chị. Thì nó cũng giống như là con bò mẹ lúc đầu mẹ em quay ha. Nó cũng chạng chạng nhưng mà nó không bóng quá nha anh chị. Còn đây chính là dàn chân trước của nó nha anh chị. Đó, chân móng thì đứng thẳng nha, dàn chân trước, dàn chân sau, bốn chân đứng thẳng và bốn móng là móng sò nha anh chị. Rúng thì rất đầy đủ nha, vú thì nói chung là bốn vú nha anh chị. Thì chân này là chân kiền khú nha anh chị. Và con bò mẹ này thì em kiểm tra thì em thấy là nó có ngay một điểm lan ở ngay phần ngực nha anh chị. Tức là nó sẽ nằm ngay là giữa cái chân trước của nó nha anh chị. Nó có một điểm lan nhỏ nha, không có nhiều nha anh chị. Và con bò này thì em thấy là nó có một làn da màu đỏ mặt rất là đẹp bò nha anh chị. Và em cũng có lấy thước em đo thì nó cao tầm khoảng là 1m24 bò nha anh chị. Và anh chủ nhà có nói với em là con bò này là nó mới đẻ được một lứa rồi nha anh chị. Tức là lứa đầu tiên này chính là con bò sinh đực tầm khoảng là gần 6 tháng tuổi nha anh chị. Và bây giờ em mời anh chị và các bạn hãy theo dõi về con bò con để chúng ta cùng quan sát ha. Thì con bò này thì em thấy là nó có hai sá mặt và một sá lưng nha anh chị. Đó. Thì theo quan sát và kiểm tra của em về con bò đực này thì em thấy là nó có ngay cục bú ở ngay phần rúng nha anh chị. Còn dàn chân trước, dàn chân sau, bốn chân đứng thẳng và bốn móng là móng sò nha anh chị. Và con bò này thì em có lấy thước em đo thì nó cao tầm khoảng là 1m05 bò nha anh chị. Cũng rất là cao bò ha.
Con bò này thì nó gần khoảng là 6 tháng tuổi nha anh chị. Còn con bò mẹ này mới đẻ được lứa đầu tiên ha, tức là con bò đực này nha anh chị. Đó. Thì cái bộ mẹ con này thì em có bàn bạc với anh chủ nhà và anh đưa ra cái mức giá là 33 triệu 500 ngàn đồng nha anh chị. Và anh có nói với em nếu mà anh chị nào thiện ý mua thì anh sẽ bớt cho anh chị là một chút đỉnh tiền xe để cho anh chị là kéo xe về nhà nha anh chị. Và nếu như cô chú anh chị có xem chương trình của em ngày hôm nay và cảm thấy ý một trong hai bộ mẹ con này thì mong cô chú anh chị là hãy nhấc máy lên gọi liền cho em ha, để chúng ta là xuống ngay là một trong hai bộ mẹ con này nha cô chú anh chị. Còn bây giờ thì em xin giới thiệu cho anh chị, đây là một con bò cái xin đã đẻ được 3 lứa rồi anh chị, và anh vừa mới tách con cả ha. Và theo quan sát và kiểm tra của em, xá mặt và lưng là hoàn toàn nghiêm chỉnh hết nha anh chị. Dàn chân trước, dàn chân sau, bốn chân đứng thẳng và bốn móng là móng sò nha anh chị. Dầu yếm thì nói chung là cũng khá là đầy đủ cho anh chị ha. Vú thì bốn vú anh chị, rúng thì đầy đủ ha. Và con bò này thì em có lấy thước em đo thì nó cao tầm khoảng là 1m2 bò nha anh chị. Và con bò này đã đẻ được 3 lứa rồi anh chị, vừa mới tách con ra ha. Và cái con bò này thì nói chung là em mới kiểm tra trước sau thì em thấy là không lan không giá anh chị, màu đỏ mặt rất là đẹp bò ha, bao không tì vết cho anh chị ha anh chị. Thì nói chung cái con bò này là thuộc dạng bò đồng nha anh chị, nên là bao ăn uống cho anh chị ha, nên là anh chị có mua là anh chị là hoàn toàn yên tâm nha anh chị. Và cái con bò cái xin này là đẻ được 3 lứa rồi nha anh chị. Và anh đã bơm lại là 3B tầm khoảng là 1 tháng 23 ngày rồi nha anh chị. Đó. Thì cái con bò cái xin này thì em có bàn bạc với anh chủ nhà và anh đưa ra với mức giá là 22 triệu cho anh chị ha. Và anh có nói với em nếu mà anh chị nào thiện ý mua thì anh sẽ bớt cho anh chị là một chút đỉnh tiền xe cũng như hỗ trợ chi phí cho anh chị là kéo xe về nhà nha anh chị. Và em xin nhắc lại nha, con bò này là bao không tì vết cho anh chị nha, bao ăn uống cho anh chị nha, sái nghiêm chỉnh, chân móng hoàn thiện, vú bốn vú và rúng thì rất là đầy đủ cho anh chị ha. Và anh bán với mức giá là 22 triệu cho anh chị ha. Đó, bốn chục đỉnh tiền xe cho anh chị là kéo xe về nhà nha anh chị. Bò này thì nói chung là em thấy là nó phù hợp với tất cả cô chú anh chị nào mà không có vốn nhiều nha. Muốn đem cái con bò này về nuôi bò sinh sản thì mong cô chú anh chị là hãy nhanh tay nhấc máy lên gọi liền cho em ha, để chúng ta là sẽ hữu ngay là con bò này đem về nuôi bò sinh sản nha cô chú anh chị. Thì thôi câu đeo này thì em cũng xin tạm dừng mình tới đây. Và một lần nữa nếu mà anh chị cảm thấy nghĩ một trong mấy con bò này thì mong cô chú anh chị là hãy mạnh dạn nhấc máy lên gọi liền cho em ha, để chúng ta là cùng nhau sở hữu ngay là một trong mấy con bò này đem về nuôi bò sinh sản nha anh chị. Còn bây giờ thì em xin phép chào tạm biệt mọi người và hẹn ngủ tập tiếp theo ha.